Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuyên Mộc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2024-2029 vừa diễn ra thành công. Dự đại hội có ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc và 200 đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, đoàn thể chính trị xã hội và cá nhân tiêu biểu, khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện tốt. Riêng quỹ vì người nghèo nhiệm kỳ qua đã vận động trên 11 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 13 mục tiêu cụ thể và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 62 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc khóa 9.